Kính thưa ban giám khảo, kính thưa ban, kính khiêu ban giám thượng. Rổ đá giá, rổ đá giá, rổ giá kính khiêu ban giám thượng. Đang lên mồm rổ giá, giá rổ, rổ giá giá, rổ rổ giá. Đến giờ ra sân khấu rồi. Lên ra đây. Bao năm qua loanh quanh trông bếp cho mọi nhà, người ta bận việc mà quên ngó đến ta. Nhưng sao mấy năm nay đến Tết không phải buộc về châu Âu, lại còn được khi tao hoa khôi. Hôm nay ai cũng muốn có cơ may được làm hoa khôi, bởi thường đâu được lớn lắm quyết ăn thua. Màu đi căng già hay là vun mỡ, này đi thì tiếc tiền làm chi. Năm anh em ta lùi thui trong bếp, giờ ta lóe sáng ở cho thế gian thấy ta biết chơi. Cánh tay lên đi thôi, giây phút ta thể hiện. Hồi hộp như lúc mỏng lượng. Hôm nay ta đi thi, mục đích là đưa tiền về nuôi con. Còn việc thì ta đây quan tâm. Bao năm ta đã báo cáo con gì, giờ là vui chơi mặc kệ bao việc chất đông cứ đi đi. Bao công lăng xa, bao niềm hụt mỡ, quá đau thầm đang lên cao. Vẫn thế lấy tiền đâu, nên hôm nay đi thì không chịu tay trắng, giờ ta lóe sáng, ta quyết tâm kiếm thêm tí cơ.